Giờ này là 12 giờ khuya, trời mưa cực kỳ lớn, mà sấm sét quá trời, chớp lia lịa. Hồi sáng giờ đăng drama ở bên kênh Khế Thúi, mà không có nhớ làm vlog hàng ngày cho mấy con này bên kênh Khế Idol. Kiểu như là tôi không nhớ là tôi có kênh ở bên Khế Idol luôn nha bà con. Lâu lâu nó khùng khùng vậy đó. Đây là cách ăn của giả chân cô nương. Một hạt mà nó nhai chậm chậm từ từ. Nó nghiền cho nát rồi mới nuốt. Nghe không? Hạt nào cứng quá thì nhả bỏ. Cho con nào uống thuốc chứ cho con này uống thuốc là coi như là bỏ nha. Không có dụ nó được đâu. Con này với con khè. Con khè thì nó hay nuốt chậm đồ ăn, nhưng mà nó rất là cảnh giác nha. Đồ ăn mà hơi có mùi lạ lạ là nó bỏ liền. Còn con nhỏ này thì nó chịu ăn hạt, nhưng mà nó lựa kinh khủng lắm. Mỗi khi có cái mỡ của nó ăn vô á, là hạt bể rất là nhiều. Thấy không? Mà những cái bể bể đó, đố mọi người con nào sẽ ăn? Không ai khác, chính là Khế Đổ Vỏ. Hai con kia ăn no rồi, gỡ tay gỡ chân. Còn con này vẫn ngồi nhơi. Thị Ngầu đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô. Ôi, sấm chớp thì ghê quá. Bữa nay trời chớp chớp nhưng mà sấm sét không có nhiều lắm nha. Thị Ngầu dòm vô rất là muốn ăn thêm. Tao nhớ là tao cho mày ăn rồi mà vẫn dòm vô đây là sao? Ôi kìa, sấm chớp kìa. Mệt quá nè, có tập giật mình, có tập giật mình nha bà con nè. Mày nhắc ma tao hả mày? Hả Vui? Trời ơi, nhìn cái mặt của nó, cái mặt của mày y chang quách què hà. Phóng lên tưởng nó quách què, phóng lên không đó. Vui giống quách què ở điểm nào không? Cái mặt của quách què là mặt xương, mà con Vui nó cũng mặt xương, thấy không? Rồi cái cặp mắt của quách què nó hơi lòi lòi lộ lộ. Con Vui cũng vậy, nó giống giống cái điểm đó. Cái mặt con Vui nhìn nó già, giống như cái hàng ong hàng tổ mấy đứa kia. Mà con quách què cái mặt cũng già đó, nó giống vậy thôi. Đại ca cũng nhảy vô ăn ké. Chứ Vui với đại ca rất là khoái vô nhà dưỡng lão. Mỗi khi bước vô đây là tụi nó sẽ ngoan hơn hẳn nha. Ở ngoài vô côn vô đảng mà khi vô đây là thảo mai đó, biết chuyện hết rồi. Thông báo với mọi người, ngày mai là bắt đầu tôi ăn mặn là bình thường. Đáng lẽ ra hồi 16 là ngồi ngày hôm qua đó, tôi đã kết thúc một tháng ăn chay rồi. Coi như là đúng một tháng chị Đại mất tích. Thì tôi đã nói là kiếm được chị Đại tôi sẽ ăn chay một tháng. Hôm qua là đúng một tháng nha. Nhưng mà có một hai ngày á, mình có ăn nhầm cái bánh mì tươi, mà tôi thấy trong đó để là có trứng gà. Một tháng tôi ăn chay là tôi không lựa cái gì có trứng gà tôi ăn luôn. Tôi chỉ ăn đồ chay hoàn toàn. Tại vì mình không biết là cái tiêu chuẩn ăn chay như thế nào. Có nhiều người họ ăn trứng gà công nghiệp á, nhiều người họ không ăn. Rồi mình chỉ vái là mình ăn chay khi mà kiếm được chị Đại. Cái đó mình ăn cho nó tròn luôn, là mình không có ăn bất cứ cái gì mà có liên quan tới trứng gà. Có một lần là tôi ăn nhầm bánh phong lan á, trong đó để trứng gà, với một lần ăn nhầm cái bánh kem, mà không biết bánh kem đó có trứng gà hay không. Do đó mình cầu mà nó lên vậy đó, thì mình muốn ăn cho nó tròn. Một là mình ăn cho nó dư, hai là tròn luôn, chứ mình không thể thiếu nha. Không biết mọi người ăn chay có ăn được trứng gà không, có gì mọi người comment cho tôi biết nha. Tính ra là hôm nay mình có thể ăn mặn được mà mình vẫn ăn chay. Nếu ngày mai xin thì mình không, mà không nói trước được, nói chung là tùy duyên đi. Thật ra mà nói hồi đó tới giờ tôi nuôi mèo, con chị Đại đúng là một con mèo gọi là phước lớn mạng lớn. Trong khi những con mèo khác bạn bè của nó bị bắt sạch sẽ hết trơn, còn duy nhất con chị Đại sống sót mà còn cọng dây cổ. Cái lúc mà chị Đại mất tôi kiếm không được á, thì tôi có nguyện là nếu mà con chị Đại nó tự động về tới nhà. Không ngờ hôm sau nó mang cọng dây cổ về tới nhà thiệt luôn. Ngay cái ngày vía Phật chủng đề, lúc đó là đang mệt, ngủ nửa chừng, rồi người nhà điện thoại lại nói chị Đại đã về. Tưởng nó nằm mơ không luôn á. Lúc đó là gần chiều nha, mà nguyên cái ngày đó mình không có ăn cái gì. Mà khi chị Đại về nhà, rồi mình bắt đầu ăn chay ngay cái ngày đó luôn. Ngày 16 âm lịch. Mà trong cái tháng đó, ngày âm với ngày dương trùng với nhau luôn. Mới đây, chớp mắt chút xíu mà đã một tháng trôi qua. Công nhận thời gian trôi qua nhanh thiệt. Tính ra con chị Đại cũng là một con mèo lương thiện, đổ vỏ giống Khế Thúi. Nếu chị Đại không đem con trắng về nuôi, chưa chắc gì con trắng nó còn sống cho tới bây giờ. Thì bây giờ nó cũng trở thành mèo hoang ở công ty du lịch. Mà mọi người biết số phận của những con mèo ở công ty du lịch bây giờ đi về đâu rồi,